Hôm nay chúng ta thì sẽ có những cái món này cả nhà này. À, thứ nhất là đây là mít trộn gì ạ? Dạ, mít trộn. Mít trộn, cái cách mà trộn mít này, cái cách bài trí nhìn ngon quá. Thứ hai nữa đây là đùi gà nướng này. Dạ, à, đùi gà roti. Đùi gà roti ha. Dạ. Đùi gà roti. Xương roti. Sườn roti cả nhà này. Dạ. Đấy, sườn roti này. Rồi đây là chim dạ, chim cút. Chim cút roti. Chim cút roti này. Dạ. Đấy, còn đây là gà kho sả. Gà kho sả này. Đấy. Thịt heo kho thịt này. Kho, dạ. Trứng kho này. Cá cá này cá gì? Cá ngừ này. Đấy rồi cá này cá là dìa. Cá dìa này. Dạ. Đấy món bên này là chuối trộn. Chuối trộn. Đấy rau miến. Dạ. Miến trộn. Dạ. Đấy cá bống. Cá bống. Cá bống. Cá nục. Cá nục. Anh cũng làm trong quán cơm này luôn à? Không, anh đi xe Grab. Anh đi xe Grab à? Ờ xe thô. À thế mà thấy là em thấy thấy mình phụ. À rồi tuyệt vời quá, anh có tấm lòng tốt quá. Đấy gì đây là làm trong quán cơm à? Ờ, đi nuôi con. Ồ, cảm động quá quý vị ạ. Dì đây đi nuôi con bị mắc bệnh tâm thần. Nhưng mà đi xuống đây và thấy mọi người đang làm để phát cơm từ thiện như này là dì mừng quá, dì vui á. Dì đứng để hỗ trợ mọi người á. Dạ, tốt quá, con cảm ơn dì nhiều nha. Chúc dì mạnh khỏe nha. Quý vị thân mến, Khánh xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video và trò chuyện cùng Khánh. Hôm nay Khánh tiếp tục mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với những cái hoạt động thiện nguyện. Và bây giờ thì Khánh đang có mặt ở tại thành phố Huế quý vị ạ. Và người đồng hành cùng với Khánh trong ngày hôm nay là chị Tuyền, một khán giả rất là thân thương, đã đồng hành theo dõi hoạt động của Khánh trong rất nhiều thời gian vừa qua quý vị ạ. Và một cái điều đặc biệt ở đây là mỗi một lần đến Huế thì chị Tuyền đều liên lạc với Khánh và dành cho Khánh những cái tình cảm rất là đặc biệt đó. Và dẫn Khánh đi ăn chỗ này, đi thưởng thức ẩm thực chỗ kia để khám phá và thưởng thức ẩm thực của Huế. Nó rất là tuyệt vời, cảm ơn chị Tuyền rất là nhiều. Không những thế thì khi mà biết Khánh vào ấy là chị còn gọi điện, còn bảo là tí nữa là về nhà chị ăn cơm luôn nhé. Và mỗi một lần mà ghé nhà chị thì Khánh phải nói rằng là nó vô cùng bất ngờ, vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì những cái món ăn mà chị nấu Khánh cảm thấy là nó rất là tuyệt vời. Chị nấu ăn rất là ngon, mà một cái điều đặc biệt nữa là cái cách mà chị bài trí đấy. Em cảm thấy em thấy là nó hấp dẫn vô cùng luôn. Không phải là những cái món ăn nó là nó xa, gọi là nó rất là cao sang. Không phải là những món ăn rất là đắt tiền. Nhưng mà nó lại rất là bình dị mà lại rất là ngon và đặc biệt nó rất là đẹp quý vị ạ. Cái cách bài trí chỉ cần một cái đĩa, gọi là đĩa cái đâu hôm qua đĩa đó là đĩa gì à? Đĩa quả dưa chuột thôi. Quả dưa chuột để chấm với muối tiêu để ăn thôi cả nhà. Mà chị trình bày đẹp vô cùng luôn. Đấy, trong cái quả dưa chuột nhá, mình thái ra là nó có màu xanh này. Đấy, nhưng mà bên cạnh đó chị lại thái thêm một ít nữa là ớt vàng này. Rồi thêm cả một ít ớt đỏ nữa này. Đấy mà cái ớt gì nó to to lắm. Nó ăn ớt gì nó cay the nhè nhè thôi. Ớt chuông á. Ớt chuông Đà Lạt. Ớt chuông Đà Lạt á. À đấy. Nó làm cho một cái đĩa hoa quả chấm muối tiêu đó nó trông hấp dẫn vô cùng. Đấy. Để nói rằng là chị rất là cầu kỳ, rất là yêu cái đẹp. Đấy. Và yêu cái sự sạch sẽ. Rất là chu đáo với em và bàn cameraman. Cảm ơn chị Tuyền rất là nhiều. Một lần nữa thì chúc cho chị cùng với gia đình mình là luôn được thật nhiều sức khỏe và tiếp tục đồng hành cùng với em Khánh trong các cái hoạt động thiện nguyện nhé. Ok, cảm ơn chị Tuyền rất là nhiều và cảm ơn tất cả quý vị đã luôn theo dõi và yêu thương Khánh. Mỗi một cái lượt like, chia sẻ, những cái lời bình luận, comment để đồng hành, để góp ý với Khánh, đó là một cái tình cảm rất là lớn mà quý vị đã dành cho Khánh trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn toàn thể quý vị và ngày hôm nay thì Khánh mời quý vị chúng ta sẽ đến với thành phố Huế và xa xa quý vị chúng ta nhìn thấy cái tòa nhà màu vàng vàng đằng kia đấy, chúng ta nhìn thấy đấy. Đó chính là tòa nhà
của Bệnh viện Trung ương Huế đây quý vị. Con đường mà chúng ta đang đang đứng ở đây là đường đường gì Khánh quên mất tên. Hả? Đường Trần Cao Vân. Và thẳng cái đường ngay chỗ ngã ba kia, cái đường đường chỗ đó là cái đường Ngô Quyền. Đó, thì một cái dãy đó là Bệnh viện Trung ương Huế đây quý vị. Thì cái lý do mà ngày hôm nay Khánh đến đây đấy, bởi vì là trong cái dịp này Khánh vào Huế thì Khánh có thay mặt cho một số nhà hảo tâm gửi quà để thăm lại, để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh mà Khánh đã chia sẻ trước đó. Và trong đó thì có một người đàn ông có tấm lòng rất là tuyệt vời đã gửi tiền để giúp đỡ những cái mảnh đời kém may mắn trong hành trình, trong cái hoạt động thiện nguyện của Khánh trong thời gian vừa qua rất là nhiều. Và anh rất là hướng về đồng bào miền Trung bằng những cái hoạt động thiện nguyện đồng hành cùng với Khánh. Thì hôm nay khi mà biết Khánh vào thành phố Huế đấy, thì anh có nói với Khánh rằng là anh nhìn thấy cái hình ảnh khi mà Khánh đến với Bệnh viện Trung ương Huế đấy, thấy rất là nhiều bệnh nhân cũng như là người nhà của bệnh nhân vây lại xung quanh Khánh, gọi là thỉnh cầu cái sự giúp đỡ. Mình nói cái từ cầu xin thì nó đôi khi nó hơi nặng một chút, cảm thấy nó rất là đáng thương, nhưng mà đây là thỉnh cầu cái sự giúp đỡ đấy. Thì anh rất là thương bà con và cũng không biết làm cách nào để có thể giúp được cho bà con, những bệnh nhân nghèo ở đó cũng như là những người nhà đang sắp chăm sóc bệnh nhân. Cho nên là anh nói với Khánh rằng là ngày hôm nay nhân dịp Khánh vào trong Huế đấy, thì anh muốn là làm một công việc, một cái nghĩa cử nhỏ thôi, đó là sẽ trao tặng 100 phần cơm đấy, cho những bệnh nhân cũng như là những người nhà mà đang chăm sóc bệnh nhân ở tại Bệnh viện Trung ương Huế. Thì anh muốn làm cái việc này để hồi hướng công đức cho người ba thân sinh ra anh Kelvin ở bên California đấy. Đó là ông Đỗ Việt Anh. Đấy, thì mặc dù ông đã không còn nữa, nhưng mà anh Kelvin, một nhà hảo tâm ở bên Mỹ, muốn làm cái việc này để hồi hướng công đức cho người ba của mình và để cầu nguyện cho nơi thế giới bên kia ba của anh Kelvin được yên nghỉ, được thanh thản, được vui vẻ nơi thế giới bên kia quý vị ạ. Trong cái thời gian vừa qua thì anh Kelvin ở bên Cali đấy đã gửi tiền về cho Khánh rất là nhiều, và những cái tấm lòng đó thì khi mà Khánh công bố để giúp cho những mảnh đời kém may mắn ấy, thì đều là đứng tên của những người đã mất rồi quý vị. Và anh Kelvin nói với Khánh rằng là anh muốn hồi hướng công đức cho ba của mình này, cho ông bà nội của mình đấy, và ngày hôm nay lại tiếp tục một lần nữa. Và số lượng bệnh nhân cũng như người nhà của bệnh nhân đang chăm sóc ở những người bệnh ở trong Bệnh viện Trung ương Huế thì rất là nhiều. Tuy nhiên thì để mà giúp đỡ, chia sẻ cho tất cả mọi người ở trong đó thì thực sự là cũng không biết bao nhiêu cho đủ cả. Thôi thì anh Kelvin có nói với Khánh rằng là mình cứ có duyên đến đâu thì mình giúp đến đó. Thì tạm thời thì lần này chỉ là 100 phần cơm để chia sẻ, để tặng cho những bệnh nhân nghèo. Thì Khánh cũng đã có cùng với chị Tuyền đã liên hệ với một vài anh chị làm ở trong bệnh viện đấy, đã thông báo cho một số khoa mà có những bệnh nhân đang điều trị lâu ngày và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rồi, thì một chút nữa thì họ sẽ xuống cái nhà ăn, một cái quán ăn gần đây. Thì cái quán ăn này thì Khánh cũng chưa liên hệ đâu, nhưng mà lần trước Khánh có đến bệnh viện đấy và vô tình gặp một cái người quen mà đang một cái khán giả theo dõi chương trình của Khánh và có làm ở quán ăn này. Và Khánh có quay quán ăn đó thì anh Kelvin cũng rất là thích cái phong cách phục vụ cũng như là nhìn cái cách bài trí của nhà hàng đó thì anh rất là thích. Chính vì thế thì anh cũng có đề nghị với Khánh rằng là có thể là đến đặt vấn đề với chủ quán và có thể là mua những phần cơm ở đó luôn. Thì bây giờ đây Khánh mời quý vị chúng ta sẽ đồng hành cùng với Khánh, cùng với chị Tuyền. À, chúng ta sẽ đi vào làm việc với quán ăn rồi một chút nữa thì chúng ta sẽ phát cơm tặng cho bà con. Chị Tuyền này. Dạ dạ. Chị Tuyền giao lưu với khán giả một tí à? Hả? Giao lưu tí được không? Hả? Không biết nói chi mô hả? Rụt rè thế. À đây, bún phở à? Quán này có cả bún phở nè. Cây đa, cây nào là cây đa chứ? À, cây đa chắc là cái cây đằng sau này à? Quán này gọi là quán cây đa quý vị ạ. Mà cây đa có phải là cây cao cao đó gọi là cây đa không? Đó có phải cây đa không người đẹp?
đó là cái đá. À, ok, thế bây giờ chúng ta sẽ vào đây một chút nào. Ôi giời ơi, hello. Hello, chào người đẹp nhá. Xin chào. Dạ dạ, chào chị. Hôm nay vào quán chị đây. Ôi giời ơi, mới sáng sớm. Mới sáng sớm mà bây giờ đã nấu ăn đầy đủ nhiều món ăn ngon như thế này rồi à? Ôi giời ơi, bây giờ mới có đâu? Bây giờ mới có 8 giờ 46 phút thôi cả nhà. Dạ, gì biết con ha? À dạ, con cảm ơn dì nhá. Dạ dạ. Mới có 8 giờ 46 phút mà đã bán cơm rồi hả chị? Dạ, nấu khi 4 giờ. Nấu khi 4 giờ à? Dạ dạ. Ừ. Ôi hôm nay nhiều món ngon quá. Em hôm nay vào đây ăn cơm. Dạ. Nhưng mà thấy quán cây đa là vừa mát này, rồi là nấu ăn nhìn bài trí nhìn rất là sạch sẽ. Cho nên là muốn quay video luôn để lưu lại làm kỷ niệm. Được không chị? Được á? À, chị có thể cởi khẩu trang ra giao lưu mọi người tí. Rồi, ôi giời ơi. Đó. Đây là chị gái mà cách đây đâu đó khoảng hơn một tháng là Khánh có đến và chị có chạy ra đúng không? Đáng lúc đó là mình phải giơ tay ra ôm một cái thì nó mới hấp dẫn nè. Đó. À, ở trong kia là cũng là đang phục vụ đấy hả? Dạ. Dạ dạ. Ai là chủ quán nhỉ? Dạ, hả? Hả? À, chủ quán ngủ chưa dậy à? Dạ. Làm chủ sướng cả nhà. Đấy, chủ quán là ngủ chưa dậy, thế mà bây giờ nhân viên là dậy nấu từ lúc 4 giờ sáng rồi. Đó. Đó. Người đẹp ơi. Ra đây Khánh Khánh hỏi một tí này. Hôm nay là Khánh đến đây ăn cơm. Dạ. Hỏi riêng. Đấy. Hôm nay là Khánh Khánh đến đây để ăn cơm. Nhưng mà ăn nhiều suất lắm. Được không? Ăn nhiều luôn, ăn nhiều một lúc ăn nhiều suất luôn. Ăn nhiều ăn không ăn còn nổi không à? Ăn nổi. Nếu ăn nổi em phải lấy tiền, ăn nhiều là phải lấy tiền luôn. Thiệt luôn á? Dạ thiệt. Thiệt á? Ăn nhiều cơm là khỏi lấy tiền luôn á? Rớt chị có đồng ý không này? Em nói chơi, em chơi lượn luôn, mà em bỏ ra em chơi lượn luôn. Chơi, chơi. Chắc chị một mình chị ăn là em khỏi lấy em tiền. Ăn, em ăn. À, anh ăn nhiều, em đồng ý đó. Ồ sao thế? Sao lại thế thì chị này ăn được không? Được. Thì em ăn nhiều, chị này ăn nhiều thì sao lại không lấy tiền? Trực tiên trả nổi, trực tiên trả nổi. Ôi. Dạ, ngán chị thôi. Em. Tại vì em đi làm thuê mà. Em giỏi lắm, em ăn được khoảng 2 chén một lần thôi. Cái này em không biết ạ. À, lúc này bảo là ăn nhiều là không lấy tiền. Khánh đang tính là ngày nào Khánh cũng đến đây ăn. Đấy, cứ mỗi ngày 3 lần thì đến đây. Ăn một ngày thôi, chứ ngày mà để với chắc đó em hết lương luôn. À, hết lương luôn hả? À, ok, em đùa một tí thôi. Nhưng mà ngày hôm nay em có đến đây để em muốn là mua khoảng 100 suất cơm. Dạ, được ạ. 100 suất cơm có bán không? Dạ, bán chứ. Bán á? Dạ. Bán đắt hay bán rẻ? Dạ, nói chung bán được, không bán được đó. Nếu anh mua cho bình nhân anh đi để cho em bán hơn chúng. À, hơn chúng á? Dạ. À, rồi, ok. Cảm ơn người đẹp rất là nhiều. À, nói đùa tí thôi nhưng mà hôm nay thì Khánh cũng chia sẻ với chị đó là hôm nay có một nhà hảo tâm ở bên Mỹ đấy. Dạ. Muốn tặng 100 phần cơm cho những người nhà cũng như là bệnh nhân đó. Ở đây mình có phiếu không? Dạ không, phiếu là phải làm trước chứ. Thì bây giờ tí nữa nhờ người đẹp làm cho em khoảng thôi tí nữa em làm phiếu không được. Anh tự làm đấy. Dạ ok, em tự làm phiếu rồi sau mọi người đến đây thì em sẽ. Dạ dạ, không có phiếu là lộn xộn đúng không? Đó. Đấy thì hôm nay nhìn cái bữa ăn mà ngày hôm nay quán cho mình làm là em thấy trông rất là bắt mắt. Nhìn tượng trưng như Khánh là riêng cái món này là phải ăn hết luôn cả cái địa này này. Ăn hết điện đi khỏi lấy tiền. Ăn hết điện đi khỏi lấy tiền luôn à. Đấy. Trước tiên thì cameraman review một tí những cái món ăn ngày hôm nay để cho mọi người chúng ta biết một tí nè. Chị tên chi ấy? Dạ Huyền. Chị Huyền á? Dạ. Chị ăn gì mà đẹp gái đấy? Hả? Hay là ăn cơm nấu đây? Dạ ăn cơm quán cái đá. À, à dạ. Thế là muốn đẹp gái là cứ ngày nào dạ, cứ đến ngay, đây ăn. Đẹp gái là ngày nào tới đây ăn hết ạ. Là đẹp gái ngay. Dạ. Ok. Rồi, chị Huyền giới thiệu cho mọi người biết là món này là món gì đấy? Dạ đây là mít trộn. Mít trộn á? Dạ. À, món ăn của chúng ta ngày hôm nay là gồm có là món mít trộn cả nhà này. Ui giời đẹp thế, ui giời ngon đấy. Nhìn rất ngon. Đấy, có lẽ bưng lên chụp tấm hình. Dạ. Đây, chị Huyền. Đấy chị đẹp chưa đây đây chắc là phải đứng vào cái trong này dạ. Đứng vào cái trong này
Đấy, cameraman mà nhìn thấy được cả cái này luôn, cameraman dạ, này. Rồi. Đẹp dạ. Chưa? Dạ. Đẹp chưa em? Đây chị phải đứng lên bưng với em tí đây. Đẹp chưa? Đẹp chưa Huy? Đẹp rồi ha. Đấy. Rồi, hôm nay thì hôm nay chúng ta thì sẽ có những cái món này cả nhà này. Dạ. À, thứ nhất là đây là mít trồn gì hả? Dạ, mít trồn. Mít trồn. Cái cách mà trồn mít này, cái cách bài trí nhìn ngon quá. Thứ hai nữa đây là đùi gà nướng này. Dạ, à, đùi gà roti. Đùi gà roti dạ. Đùi gà roti. Xương roti. Xương roti cả nhà này. Dạ. Đấy, xương roti này. Rồi đây là chim dạ, chim cút. Chim cút roti. Chim cút roti này. Dạ. Đấy, còn đây là gà kho sả. Gà kho sả này. Đấy. Thịt heo kho thịt này. Kho, dạ. Trứng kho này. Cá này cá gì? Cá ngừ này. Đấy rồi cá này cá là dìa. Cá dìa này. Dạ. Đấy món bên này là chuối trồn. Chuối trồn. Đấy rau miến. Dạ. Miến trồn. Dạ. Đấy cá bống. Cá bống. Cá bống. Cá nục. Cá nục. Cá nục. Bây giờ một suất ở đây thì khoảng tầm mấy tiền chị? Dạ ít nhất là 20. Ít nhất là 20. Dạ. À một suất cơm ở đây là ít nhất là 20.000 đồng. Thế chị làm cho em suất suất 25.000. Dạ 25.000 cho dạ. Nó dạ. thêm một chút dạ. Hả? 25.000 này là mọi người đến đây thì em sẽ phát phiếu. Dạ. Họ có thể là ngồi ăn tại chỗ. Dạ. Hoặc là nếu mà họ muốn mang về thì mình có thể dạ, làm. Có hộp đem mang về. Có hộp để dạ. cho mọi cơm, người mang đồ về. Xào, đồ ăn. Dạ. Ừ. Cơm, đồ xào, đồ ăn. Dạ. Ok. Đây, cảm ơn chị Hiền. Chị Hiền này. Dạ. Hiền hay Huyền? Huyền. Huyền à? Dạ. À, đã đẹp rồi còn Huyền nữa. Đấy. Yeah, tuyệt vời quá, ok. Thế chúng ta sẽ chọn cái quán này luôn cả nhà nhé, quán Cây Đa. Đó thì bây giờ thì em sẽ thông báo cho những người nhà, cũng như là bệnh nhân ở trong đó. Bệnh nhân nào mà đi ra được thì họ đi ra ăn. Còn nếu mà bệnh nhân nào không ra được thì có thể người nhà họ sẽ ra đây lấy vào cho bệnh nhân. Ok, ok. Rồi cảm ơn chị Huyền rất là nhiều nhé. Dạ, dạ, dạ. Dạ, tạm thời một. Lần này mua ăn lại trưa này. Bây giờ, trưa luôn. Trưa này ăn luôn. Dạ rồi. Dạ, có. Thế nếu mà lỡ phát sinh hơn 100 hộp. Nếu anh đặt phiếu là anh bạc quảng Cây Đa để cho họ ra họ lấy. Dạ, dạ, đến dạ. Chữ Cây Đa cho họ ra dạ, dạ. Ở đây chỗ nào là có in hả? In nè. Dạ, có chảo dạ. Đồ. Nếu dạ, mình nhân họ không ăn được thì lấy chảo vì hoặc đồ cơm. À, dạ. Đây có cả chảo luôn. Dạ, chảo đồ đủ loại. À, dạ. Ok. Dạ. Thế thì mình trong phiếu mình sẽ ghi là cơm, chảo, dạ. Từ thiện. Dạ. Ok. Quảng Cây Đa, anh ghi Quảng Cây Đa cho họ biết cho họ ra lấy. Dạ, dạ, dạ. Ok. Đây. Thế thì bây giờ chị Tuyền sẽ giúp em là liên hệ với dạ hả sao dạ 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 ok chị rồi rồi ok cảm ơn chị Hiếu chị Huyền nhiều nhé dạ dạ con cảm ơn các dì nhá dạ 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 hello xin chào cả nhà nhá như vậy là sau một cái hồi mà trò chuyện này rồi là đàm phán này đấy, đùa một tí đàm phán cho vui thôi nhưng mà sau một lúc trò chuyện thì bây giờ là cái công tác chuẩn bị đã cơ bản đã bắt đầu là ổn rồi cả nhà nhé. Thì trên tay của Khánh đây là những cái tấm phiếu. Đấy, thì Khánh đã nhờ chị Tuyền, người đồng hành cùng với Khánh là vào trong đó gặp những anh chị làm ở các khoa điều trị các bệnh nhân ở trong đó đấy quý vị. Để phát những cái phiếu này cho những bệnh nhân nghèo. Đấy, những cái hoàn cảnh đặc biệt mà khó khăn mà đang nằm điều trị dài ngày ở trong đó. Thực ra là món quà nhỏ thôi nhưng mà mình cũng chia sẻ làm sao cho nó phù hợp. Đấy thì một chút nữa thôi thì các cô chú là những người nhà, bệnh nhân thì không ra đây được. Nhưng mà những người nhà đang chăm sóc bệnh nhân sẽ mang cái phiếu này xuống đây. Rồi chúng ta sẽ thay mặt cho anh Kenvin đang hồi hướng công đức cho người ba của mình. Đó là ông Đỗ Việt Anh sẽ phát tặng là 100 phần cơm cho những người nhà của bệnh nhân đang nằm điều trị ở tại Bệnh viện Trung ương Huế đây cả nhà nhé. À, bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Khánh vào chúng ta sẽ chuẩn bị cho cơm vào trong những cái hộp đấy. Sau đó là mọi người xuống thì chúng ta sẽ phát luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước khoảng tầm 50 phần cơm vào hộp. Vì sao? Bởi vì có những người là họ đi xuống đây đấy, họ sẽ không ngồi đây ăn. Mà thay vì đó thì họ sẽ lấy cơm luôn. Lấy đi lên trên phòng và nhường cái phần cơm đó cho những bệnh nhân đang nằm điều trị ở đó. Thì bây giờ vào chúng ta sẽ đóng hộp nhỉ.
xin chào, xin chào. Chủ ở đâu? Xin dạ vâng, em chào chị nhá. Dạ, lúc này nghe tên anh lâu lắm rồi mà chị mới gặp anh. Ôi trời ơi, cảm ơn chị rất nhiều nhá. Anh coi chương trình của anh đó. Dạ em cảm ơn chị rất nhiều nhá. Dạ dạ. Chị tên là gì nhỉ? Dạ tên Nga. Chị Nga á? Lúc này em có đến và cũng có nói chuyện với các chị làm việc ở đây á. Bảo là chị Nga đang ngủ chưa đến. Sáng đi chợ đòi chứ mua hàng. Thế em đang còn mới bảo là sướng thế bà chủ. Bà chủ ngủ đến 9 giờ còn chưa dậy đấy, nhân viên là 4 giờ phải dậy rồi đấy. Vất vả như thế cho nên là chỉ muốn làm ông chủ thôi. Dạ dạ. Hôm nay thì cũng chia sẻ với chị Nga một chút là em có vào Huế đây đấy. Và có nhà hảo tâm họ muốn mua 100 cái phần cơm tặng cho những người nhà của các bệnh nhân đang nằm điều trị ở trong Bệnh viện Trung ương Huế đấy. Dạ dạ. Thì bây giờ thì lúc này có một bàn có trao đổi với em là chúng ta sẽ soàn trước những cái hộp cơm vào đây. Đấy, để lúc đó mà xuống mà bệnh nhân mà không có ngồi để ăn đấy thì mình có thể đưa tặng cho các hoàn cảnh đó để họ đưa lên phòng luôn. Dạ dạ. Đấy. Thì em lần thứ hai em găm mic này thì em lần thứ hai em đến chỗ quán cơm nhà mình nhưng mà em thấy rằng là phong cách phục vụ rồi đặc biệt là những cái món ăn mà nấu ở đây trông rất là bắt mắt, trông nhìn rất là ngon và rất là sạch sẽ cho nên là chúng em rất là thích. Chúc cho quán cây đa của chúng ta là sẽ ngày càng là được nhiều thực khách yêu quý yêu mến và đối với chủ quán thì luôn luôn là có những cái phong cách phục vụ giống như là những bữa cơm thật ngon để gửi đến quý khách chị nhá. Cảm ơn anh. Dạ. Em thì thật ra lâu lâu làm từ thiện nhưng mà không có điều kiện để làm nhiều thì trừ bây giờ là anh đặt cơm ở quán em rất là vui. Em sẽ lấy hết cái tâm của mình để làm hộp cơm cái đàng hoàng cho ngon. Anh đặt ví dụ như đặt một hộp cơm bán bình thường là khác, còn khi mà đặt hộp cơm để làm từ thiện thì bọn em sẽ làm rất là thêm một chút nữa để em góp thêm một chút nữa để bỏ hộp cơm cho đầy đặn cho ngon. Như thế thì tuyệt vời quá. Cảm ơn chị Nga rất là nhiều nhé. Ok, cảm ơn anh. Chúc cho chị Nga cùng với tất cả mọi người trong quán cơm cũng như gia đình ở đây là sẽ luôn được thật nhiều sức khỏe, được bình an, được may mắn trong cuộc sống nhé. Ok, cảm ơn chị rất là nhiều. Thế thì bây giờ thì nhờ chị cùng với các bạn ở đây là cho cơm vào trước hoặc cơm thập cẩm anh ấy. Cơm thập cẩm. Cái gì chứ đó lại, mình chưa làm luôn anh ấy. Giờ làm luôn hả? Đấy, có cần em phụ không? Cứ mấy bạn đây quen rồi để đếm hộp cho đúng không? Thôi sợ là lộn. Đây là như đây là 1 2 3 4 5 hộp, 5 hộp này. 10 hộp lồng xồm ấy. 10 hộp xương, 10 hộp cá, 10 hộp thịt. Được không anh? Thì chị cứ làm sao cho nó phù hợp là được. Em cứ làm đi. Chị cứ làm sao. Chị đứng vào phía trong này nè. Chị ơi cho em mượn cái mic đâu rồi? Đây. Em đeo khẩu trang vô nè. Đeo khẩu trang vô ha. Đấy. Đứng vào trong này để quay nhìn cho đẹp. Đó. 30. Anh đây luôn. Em làm luôn. Dạ. Làm bên nữa này. Quán của chị Nga đây đông khách đấy. Dạ, bọn em nấu đồ ăn rất là tươi ngon. Buổi sáng đi chợ đồ tươi ngon. Dạ. Chứ không có. Chị đứng vào đây mà làm. Đưa cơm ngoài. Dạ, ok. Đấy, em đứng đây em phụ cơm nhá. Dạ. Em làm cho ngon đàng hoàng em thấy. Em đang ngon đàng hoàng, sắp được đàng hoàng này. Một cân chia chị kiếm. Hả? Một mì. Dạ đúng rồi. Anh luôn không hả? Anh còn thập cẩm hết răng. Anh ăn cá thịt anh. Dạ rồi nhưng mà ăn cá thịt em. Tiếp tục à? Dạ. Rồi. Ok. Có một tỉnh nước bầu nồng bầu sau này được. Bỏ thêm nồng sau anh hả? Ừ, rồi sau. Con bưng cái gì cơm tới dậy con chị làm một cơm. Dạ, ok chị. Dạ, tiếp tục ha. Đấy. Cứ người nhỏ thì làm việc nhỏ tùy theo sức của mình á. Dạ. Chị làm có vẻ khéo tay quá, nhìn tay thon thót luôn này. Bỏ đàng hoàng lên, bỏ đàng hoàng. Dạ, rồi tiếp tục á. Em làm món gì là gà hả? Để em mượn cái mic, em mượn cái mic. Cho em găm rồi trò chuyện với chị tay thon thót này một tí nhá. Rồi. Ok, rồi đấy. Ôi, cho phải cái mic này xuống tí không là nó nhúng vào nước mắm thì chuốt. Rồi, ok, đây. Dạ. Rồi. Đấy, những phần cơm của chúng ta là gồm những cái gì là chị? Anh cho em đi, anh về em lên làm cơm thôi. Dạ. Bên đó họ làm chi kệ họ đấy. Đấy, gồm rau này. Rồi. Miến là chị?
À? À, hộp cơm đây đúng không? Đây. Dạ. Đây là mít, đây là cà tím. Dạ, cà tím xào. Dạ. Đây bún gà và trứng. Dạ dạ, ngon quá. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Đấy. Cứ gắp tưng bừng vào chị nhá. Rồi dạ, thoải mái. Rồi đây, đây ok chị. Dạ dạ. Thịt là chị cứ cho không giới hạn nhé. Dạ, là chị đó. Rồi là em có lên trường hình nước Anh. À, có chứ. À, chả ngót rồi. Đấy, đấy. Tay của chị gấp nặng hay nhẹ là nhìn thấy trên trên ống kính đấy nhá. Dạ. Đó. Bán bún phở đây. Rồi đây chị. Bán cơm gì ở đây chị ơi? Cơm cà tiên để đó trộn chị. Dạ. Ngon chị hả? Dạ. Nhìn nhìn được. Úi giời, cả nhà chúng ta nhìn thấy đĩa cơm này quá ngon luôn. Ngon kìa. Đây cho em cầm em ngắm đi. Đây đây chị làm tên này xem. Ok, ăn quá thoải mái đi cho ngon. Cả nhà chúng ta nhìn thấy này, đĩa cơm này. Nồm thịt ngon quá. Kiểu kiểu tai mùi. Tai mùi lầm nồm này. Tai mùi bóp đây. Đấy, tai mùi bóp, đúng rồi, tai mùi bóp. Cá này, rau này. Đấy, ngon. Cái này có thêm chi nữa không chị ơi? Dạ rồi đó, ba món rồi đó, rồi, dạ. Rồi, úp đây lại đúng không? Dạ đây lại đó anh. Rồi. Rồi. Rồi, để bên kia luôn chị. Dạ. Em. Cơm bán chứ không phải rồi. Là cơm cơm tăng. À, cơm bán. Người đẹp tên là Hiền phải không? Dạ. Mời rồi. Dở tay ấy. Dạ, phải tên đẹp gái mà. À, được hả? Chưa có người yêu là tán rồi đấy. À, chưa có người yêu là tán rồi hả? Đúng rồi. Chưa có mỗi hàng khuyến mại thôi. Hả? À? Hàng khuyến mại chứ chưa có người yêu. À, cái này hả? Ôi giời. Anh mà vô quán cái đá này là vui rồi. Dạ. Vô quán cái đá này là vui quán rồi. Quán cái đá này quá tuyệt vời luôn. Dạ, quá dạ, tuyệt vời nấu luôn. Nấu ăn thì rất là ngon và đặc biệt là rất là sạch sẽ. Dạ. Đó. Rồi. Từ chủ quán cho đến là những mọi người phục vụ ở đây là ai cũng vui vẻ nhiệt tình cả. Dạ. Dạ. Ô Hoàng Như Phường đâu vô làm gì đây? Ô Hoàng, Hoàng Như Phường à. Hoàng Như Phường vô làm gì đây? Vô làm cơm. Vừa nay là thất nghiệp rồi, vào đây xin để phục vụ quán cơm. Chị vẫn biết Hoàng Như Phường á? À. À dạ cảm ơn chị nhiều nha. Cơm của ấy hay cơm tắc. Cơm tắc à? Đây cơm tắc. 2.50 em ơi, 2.50. Rồi đây 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 chị. Cơm tắc làm 2.50. Em lấy cái mic người đẹp nha. Dạ. Cứ thoải mái cho đầm tay vào nha. Dạ. Trêu một chút thôi cả nhà. Dạ dạ. Vâng. Mọi người chưa có phiếu à? Chưa. À. Chưa có phiếu à? Chưa. À rồi ok đây nhá. Dạ dạ. Đây. Đây. Ôi giời ơi sao mà tay chân như này? Hả? Ôi giời ơi. Đây cameraman quay vào đây này. Tay chân đâu rồi? Tay sao lại là... Em hai người à? Ồ hai người à? Hai mẹ con. Đây có một phiếu đây rồi. Đây phiếu này phiếu chị ơi đâu gì mỗi một người một phiếu thôi chị ơi đây những phiếu này chưa ký tên đây chị ký tên ạ ký tên ạ mọi người đứng sang phía bên đó cho con một tí nào dạ quý vị ơi như lúc nãy là chúng ta nhìn thấy đấy là phía trong thì các anh chị ở trong quán cơm ấy đang làm cái công tác phục vụ đấy là cho cơm vào từng cái hộp như này đấy thì mỗi một phần cơm này là được anh Kenvin đó đang hồi hướng công đức cho người ba của mình đó là ông Đỗ Việt Anh tặng 100 phần cơm cho 100 những bệnh nhân đang điều trị ở tại Bệnh viện Trung ương Huế ở đây. Tuy nhiên thì từ lúc nãy giờ là Khánh thấy rằng là ngoài những cái phiếu mà đã phát vào trong các khoa cho những bệnh nhân nghèo ở trong đó đấy thì bên cạnh đó thì Khánh thấy là cũng có những người cũng đang chăm sóc bệnh nhân ở trong đó nhưng mà chưa có phiếu thì các bà con cô bác cũng xin thêm đấy, thì Khánh cũng thay mặt cho một nhà hảo tâm cũng đã đồng hành cùng với Khánh lâu nay rồi đó là cô Quý
cũng cô cũng thường xuyên nói với Khánh rằng là tùy duyên phát tâm giúp cô. Đấy thì một chút nữa thì ngoài 100 phần cơm kia đấy, thì nếu mà có sự phát sinh thì Khánh sẽ thay mặt cho cô Quý sẽ trao tặng cho mọi người ở đây quý vị. Và đồng thời thì Khánh có thay mặt cho hai người con gái của Khánh, đó là cháu Mochi và cháu Sunny, mua tặng thêm mấy cái thùng sữa này để tặng cho mỗi một bà con ở đây một hộp sữa nữa. Đấy thì chút quà nhỏ của hai cháu Sunny và Mochi, con gái của Khánh, tặng cho mọi người. Đấy thì bây giờ đây các anh chị đang hỗ trợ cùng với Khánh để cho cơm vào này, cơm canh này, đấy mỗi người là một hộp sữa nữa này cho vào đây này. Phần lớn mọi người ra đây là lấy cơm ấy, sau đó là mọi người chúng ta đưa về trên phòng cho bệnh nhân thôi, chứ mọi người không có ngồi đây ăn. Nếu mà ai có nhu cầu ngồi đây ăn thì cũng có thể là vào trong này ăn luôn được cả nhà. Đó. Một chút nữa thì mọi người xếp hàng ở ngoài kia cho cháu, sau đó là chúng ta sẽ nhận cơm. Dạ. Dạ, còn một tí nữa thì là con sẽ tặng chú nhé. Chú đi chăm người bệnh nhân ở trong này. Dạ dạ. Hả? À, chú bệnh nhân sao không mặc áo bệnh nhân? Không cho ra, mặc bệnh nhân là không cho ra. Mặc áo bệnh nhân là không cho ra, dạ. Thì chú cứ xếp hàng đó, tí nữa ai chưa có phiếu thì chúng con sẽ tặng phiếu nhé. Dạ dạ. Chú đứng ngoài này chờ một tí. Để ở trong này mọi người làm nó xong rồi là chú nhận cơm. Dạ. Đây được mấy chục suất rồi anh ơi? Đấy, 14 chục suất. Dạ. Đây 14 chục suất à? Anh cũng làm trong quán cơm này luôn à? Không, anh đi xe Grab. Anh đi xe Grab à? Ờ, xe thô. À, thế mà thấy là em... Thấy thì em ăn phù. À, rồi, tuyệt vời quá. Anh có tấm lòng tốt quá. Thế gì đây là làm trong quán cơm à? Ờ, nuôi con. Con bị tấm thân. À. Nuôi con thôi. Ồ, cảm động quá quý vị ạ. Gì đây đi nuôi con bị mắc bệnh tâm thần, nhưng mà đi xuống đây và thấy mọi người đang làm để phát cơm từ thiện như này là gì mừng quá, gì vui á, gì đứng để hỗ trợ mọi người á. Dạ tốt quá, con cảm ơn gì nhiều nhá, chúc gì mạnh khỏe nhá. Vâng vâng. À, có phiếu là có cơm thôi. Sao đây thấy chị thì chị quen em à? À, cái chị này là đổi tiền cho em đúng không? Em đi lên nào họ đổi em tối em ăn cái dạ chứ mà lên đổi em là có nhớ. Đây là chị gái mà đợt trước là Khánh bị bao vây đấy. Khánh bị bao vây ở trước cổng bệnh viện. Thực ra không phải là bị bao vây đâu, rất là nhiều bà con cô bác thấy Khánh vào đó để làm thiện nguyện đấy. Thế là rất là nhiều bệnh nhân rồi cả người nhà nữa họ súng lại và thỉnh cầu nhờ giúp đỡ. Thì lúc bây giờ là Khánh không có tiền ở trong túi. Thì chị gái này là cho Khánh mượn tiền, sau đó Khánh chuyển khoản cho chị. Thì sau đó là có một số người nói chị rằng là chị là cò. Đấy, chị là cò, là đồng bọn, là những người mà đến vây Khánh nó không phải là người bệnh đâu, không phải người nghèo đâu. Nói thế mang tiếng tội nghiệp quý vị. Đấy. Khi mà Khánh làm ở đây là một Khánh có quay camera cả, cho nên là cũng không ai dám làm những cái điều đó đâu. Đấy. Ok. Đấy, cho nên là chị hôm nay đến đây để giải oan đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì bây giờ nói một lời gì đó đi. Ok, dạ. Thế thôi, dạ. Nhưng mà chị là làm cái công việc em gì? Em bán bạc ở trên kia, em chứ... bán được cá một đô, anh đi ngắm, anh hỏi anh quên chứ, à. Chứ không phải có chứ? Dạ không, tuổi. Trêu đậy nhá. Dạ, ok em cảm ơn nhá. À, bà con cô bác ơi, chúng ta xếp hàng đường này để chúng ta chuẩn bị nhận cơm nhá. Con mời bà con xếp dạ không xếp khu vực này đấy. Không bên này bà con đứng lùi ra sau này này. Bà con ơi, ta xếp hàng đằng sau này đấy. Tí nữa chị ơi. Đây mọi người ơi, chúng ta xếp hàng đằng sau này. Dì ơi, chị ơi, đây ta xếp hàng theo hàng dọc đi. Không không. Ô, đừng đứng ra ngoài đường, xếp men này. Dạ trời đi, trời mặt trời thế. Đúng rồi, trời mặt. Cả nhà ơi, nào chúng ta chú ý nào. Nào đứng lùi ra sau nữa, ai cũng có phần hết. Mọi người chúng ta xếp hàng dài đằng sau đi ạ. Rồi. Bà con cô bác chúng ta xếp hàng dài. Rồi. Đây đứng xếp hàng đằng kia đi. Mọi người ơi, chúng ta đứng lùi ra sau cho em tí được không ạ? Chị ơi. Đứng ra sau kia cho con. Đây không được.
đông quá, chật quá. Không, đứng 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 lùi đằng sau, đứng lùi đằng sau. Cứ xếp hàng là có ấy rồi. Ồ, từ từ. Xếp hàng dài đi, xếp hàng dài cho con đi. Dạ dạ dạ. Xếp hàng dài cho con. Rồi cháu ơi, cháu xếp. Chị ơi, chị đứng đứng đằng sau, đừng đừng chen chúc nhau. Dì ơi, dì đứng ở sau kia cho con. Cứ đến lượt là có phiếu hết. Xe anh. Mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ đứng đằng sau kia cho con cái. Ôi ơi. Ôi giời ơi, sao thế? Dì ơi, dì đứng đứng đằng sau kia. Đừng có. Đúng rồi, ai đến đến sau đi sau. Đứng cuối đường cái kia cho con cái. Đây đây. Rồi, tí nữa có phiếu, cứ đứng cuối đi. Dạ 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 dạ. Đi. Dạ. Hai mà con, ok, tí nữa gì có thêm một hộp nữa nhé. Thì đứng cuối cho con. Dạ, gì cứ đứng cuối cứ theo rẻ hàng đó cho con cái. Mọi người chúng ta chú ý cứ lần lượt từng người một nhá. Bây giờ con thông báo này. Con thông báo cho bà con, cô bác nhá. Dạ, bà con, cô bác chúng ta đưa phiếu cho. Chị ơi, phiếu này là chưa phát đúng không? Hả? Cái này thu rồi đúng không? Những cái nào chị thu rồi chị bỏ một chút để tí nữa là biết là bao nhiêu phần cơm để mình thanh toán cho nhà hàng nhé. Đó, là chị thu bao nhiêu phần đây rồi? 4 phần là phát cho bà con chưa? Rồi, ai đã chúng... Bà con ơi, cho con nói một chút này. Chúng ta đưa phiếu cho chị Tuyền ở đây xong nhá. Chúng ta nhận cơm xong thì chúng ta đi ra hướng phía này là chúng ta về luôn nhá. Dạ, dạ, dạ. Mọi người chúng ta xếp hàng đằng sau thôi. Chị cứ đứng xếp hàng đằng sau là tí nữa có phiếu nhá. Xếp hàng cuối đằng kia. Đây, đây, đây. Anh cứ đi cuối. Chị ơi, chúng ta nhận cơm rồi đi ra đường này. Nhận cơm rồi đi ra đường này. Chú ơi, chú nhận cơm rồi đừng đi đường đó. Chú đi đường này, chú đi đường này, chú về luôn. Dạ dạ dạ. Bà ơi, bà cứ bình tĩnh. Dạ. Con chào bà nhé. Dạ, bà đi đường này. Dạ. Dạ dạ. Ta đi đường này luôn. Đi đường được phía đường. Đừng đi đằng sau đó nữa. Rồi, bỏ phiếu vào đây. Lần lượt từng người. Sao bác 3 phiếu nhiều thế? Rồi. Dạ không, đây gì mua. À rồi, đi về phía đường này. Dạ dạ dạ. Mọi người chờ một chút, đứng lùi ra phía sau kia. Đứng lùi ra phía sau kia. Dạ con cũng có quyền mẹ ơi, mẹ có phiếu không? Chờ tí, đây. Dì ơi, đi xếp hàng đằng sau cho con. Dạ dạ, chị. Ok. Mọi người, rồi mọi người đi đằng sau. Hai hàng, xếp hai hàng. Không, hai hàng, một hàng đằng sau đây. Lùi, đừng chen nhau. Dạ. Dạ. Dạ, con chào bác. Mọi người ơi, chúng ta xếp hàng đằng sau kia cho con cái. Đừng chen ở đây. Chúng ta đến sau, chúng ta xếp hàng sau cho con cái. Dạ, bác ơi, bác lựa đi xếp. Dì ơi, dì đi sau, dì xếp hàng sau cho con cái. Dạ, dạ. Đừng chen vào đó, dì đi sau, dì xếp hàng sau, đừng chen vào đó. Dạ, dạ. Chú thì không xếp hàng được, chú đứng lại, bao giờ cho thì cho thôi, nghe. Cái chân chú nó đa, chú đứng ở chỗ này. Chân chú đau là ưu tiên chú đứng ở đây luôn. Nó đảm vào cái thứ gì. Rồi. Dạ. Dì cứ đứng xếp đằng sau kia. Dạ. Chị Tuyền kiểm phiếu nha. Sao ba gì bao phiếu nhiều thế? Dạ, ba phiếu bán. Ba người trên khoa. Dạ rồi, ok. Dạ. Dạ. Chú ơi, chú đi theo sau. Đây không phải chỗ này, chú. Phiếu này là quán khác. Phiếu này quán khác. Dạ. Dạ. Chú đi qua chỗ quán khác. Chú xếp hàng đằng sau đi, xếp hàng đằng sau. Cháu không có phiếu nữa, phiếu phát cho mọi người hết rồi. Dạ. Chị cứ đứng xếp hàng đằng sau đi. Chú cứ xếp hàng đằng sau đó, tí nữa có phiếu nha, xếp hàng cuối cùng ấy. Ai có phiếu là lên nhận tiệc, ai chưa có phiếu là lùi hàng xếp sau được. Ai chưa có phiếu lùi hàng xếp sau nhá. Đây, mọi người đi ra đường này. Đấy. Dì ơi, dì chưa có phiếu gì xếp đằng sau đó một tí nữa. Dạ. Ôi sao bác 4 phiếu nhiều thế? Trong phòng. Trong phòng à? Dạ. Vâng. Đây, cho vào đây đúng không? Em 3 phiếu luôn à? Trong phòng, ok. Rồi. Em gái là mấy phiếu? Hai phiếu luôn à? Hai phiếu. Phiếu có chữ ký. Rồi, ok, đầy đủ rồi. Bác. Không, phiếu này không phải đâu. Chữ T của chị á.
chờ tí mọi người ơi. Rồi, ok, rồi. Rồi, chào mọi người nhá. Ai chưa có phiếu chúng ta đứng sau nhá. À, chị ơi, lấy thêm một cái phiếu nữa cho em ấy. Phiếu khác không phải phiếu ở trong đó nhé. Đây đây, bác này là con bị tâm thần. Dạ dạ. Đứng lùi sau cho em cái. Đứng. Lần lượt từng người một thôi. Chờ con này. Rồi, ok. Một phiếu. Rồi. Đi. Chị ra đứng đó cho em. Dạ. Chị đứng đằng sau đi. Rồi, chưa có phiếu à? Đâu. Hai phiếu. Không phiếu. Chưa có phiếu đứng đằng sau. Đây là những người có phiếu đã. Chị ơi. Đây. Chưa. Mọi người ơi, như ai chưa có phiếu đi ra sau nào. Đâu, đi ra sau. Anh sau là hai phiếu à? Dạ. Ôi dồi, toát mồ hôi rồi cả nhà. Ồ, ok em. Rồi. Hai phiếu. Chị hai phiếu. Ủa sao nhiều phiếu thế? Họ gửi à? Đi lấy cơm giúp cho họ luôn á? Dạ. À, mình là khoa gì đấy? Dạ, em làm rồi sẽ mới đưa em một phiếu thôi. Bà con cho họ gửi á. À, rồi, ok. Bốn. Không, cái này không phải phiếu chỗ này. Cái này phiếu chỗ khác. Gì đi lấy chỗ cơm chỗ khác. Rồi. Đứng đằng sau đã, những ai có phiếu ưu tiên kia đã. Mọi người ra xếp hàng đằng sau cho em đã. Em ơi, cháu chưa có phiếu, cháu đi ra đứng đằng sau kia đã. Chú có một phiếu đấy. Yeah. Ủa sao chỉ bốn phiếu nhiều thế? Ba. Không, em nhận chung cho ba phiếu. Dạ dạ. Ba phiếu. Người trong phòng họ nhờ. À, người trong phòng họ nhờ. Bốn phiếu luôn à? Chờ tí mọi người. Ai có phiếu đấy à? Trên tay ai có phiếu ha? Ai có phiếu nhầm cân thì đợi cháu là mình luôn có chuyện cho em đấy. Dạ, chưa có phiếu cái đời. Nhưng bây giờ chưa đáng lắm. Dì ơi, sao lại đứng lại đó? Đi đường sau này bên này mà. Bốn phiếu luôn á? Lấy cho những ai mà nhiều thế? Đóng người lắm. Hả? Đóng người. À. Chưa đi lấy. Mấy phiếu. Một phiếu. Có bao nhiêu? Sao gì là nhiều phiếu thế? Hai phiếu mấy? Họ gửi mà. Họ gửi á? Dạ. À. Rồi. Mọi người chúng ta đứng lùi ra sau tí nhá. Đang chờ hết cơm rồi, chờ tí. Mọi người đi lùi ra sau. Có phiếu chưa? Phải có phiếu. Ai có phiếu đấy, cháu đâu cấm cho. Sao lại mọi người ơi, lùi ra xe. Chú dừng cơm đi em ơi, sao nữa có học chưa? Không có phiếu có cho không? Dạ, hết phiếu rồi, không có nữa. Chờ tí, mọi người ơi, chờ tí, đang hết cơm, chờ. Rồi, lưới 6 xếp hàng hoàn thôi. Em lấy thấy cho họ được không? Hãy thầy đưa vô cho họ đi lấy. Sao lại chỉ nhiều phiếu như này được? Em lấy trong công cho họ được không? Hãy để em đưa phiếu vô cho họ. Sao mà chị lấy một lúc mà cả chục phiếu này? Thôi. Lấy nhiều người, trong tâm trí đó. Tức là sao? À, trong hôm nay là có chị Thỏa đồng hành cùng với Khánh là bên chỗ khoa sản. Đây là cũng thông báo và hiện nay là có chị gái này là cầm một lúc là nhiều phiếu ở đây bởi vì là có những bệnh nhân đau nặng không có ra lấy được. Ok, chị cứ cầm đó đã. Mọi người ơi, lùi ra sau cho con gái hết phiếu, hết cơm rồi, lùi ra sau đã. Chị ơi, có thấy cơm ở đâu? Lùi ra đằng sau cho em tí đã được không? Xếp hàng cho em tí đã. Họ chưa ai có phiếu họ sẽ có.
Chị ơi, mọi người đứng 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 đằng sau cho em cái, đứng đằng sau cho em cái. Dạ, anh có phiếu vẫn có, bây đời đứng sau. Dạ, đứng sau đời. Thế chứ mình nhận đồ, rồi mình chạy sau mình phải biểu đó. Họ đợi mãi chứ lâu rồi mà. Dạ, đúng rồi, mình có phiếu cái, mình tới trước cái, mẹ của ta là họ đợi. Tất cả mọi người đứng đằng sau nha, đứng 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 lùi đằng sau nha. Đứng sau đó chị nè. Đứng sau đó chị. Mọi người ơi, lùi đằng sau cho em tí. Đứng cho cái hồ chứ. Mọi người ơi, lùi ra sau cho em tí. Ra đằng sau đã, mọi người cứ xếp hàng đằng sau đã. Trời ơi. Mẹ ơi, ra xếp hàng cho con cái đã, cơm chưa có. Cơm chưa có, mọi người cứ xếp hàng đằng sau cho con đã. Mẹ cứ xếp hàng đằng sau đó cho con đã. Không có phiếu mà. Cứ xếp hàng đã. Thôi quan tâm đi ơi. Chị ơi, xin ra lùi đằng sau đã, lùi đằng sau cho em đã. Chị ơi, lùi đằng sau cho em đã. Đừng đỏ mà mẹ gì là chỗ em vô lại. Mấy ghế mấy suất rồi? 13 rồi. 4, 5, 6. Một lúc mà xếp được lấy được nhiều này không? 8 bình 2. Mấy đứa anh ấy? 4 này, 4 về 7 rồi. Dạ dạ, ok chị. Mọi người cứ bình tĩnh, không chen nhau, không chen nhau, không chen. Dạ dạ. Chờ tí, sau bác lấy nhiều phiếu này. Đây mấy người nào không đi được không gửi đông không? À mấy bường người này họ cũng đi được hết. Nhiệt đới á. Dạ dạ dạ. 4 hộp, 4 phiếu, chị ơi cất 4 phiếu. Rồi. Phiếu này không phải. Nhà cái đó phải chị. À chị ơi đi được kia, bởi vì có nhiều đoàn mà. Gì đi làm kia? Bây giờ đúng. Đi làm được kia. Bởi vì ở đây số lượng cũng có hàng không có nhiều được đấy. Cho nên là gì đang có một đoàn khác đang phát ở đằng kia, gì đi làm kia đấy. Dạ. Dạ, vâng. Cảm ơn anh nhá. Dạ. Chúc anh may mắn. Vâng. Dạ, ok. Rồi mọi người đứng bình tĩnh. Dạ, rồi. Chậm chờ đã nhá. Chỉ 2 phiếu luôn á? Rồi hai anh em hả? Cháu hai anh em hả? Cháu bé nhanh thế, nhanh tay thế, giỏi quá. Sao nước ngoài đấy là tăng lượng tỷ rồi ok rồi khỏi chờ phía ở dưới này là không có phiếu ngang đây là hết phiếu rồi hả? Tất cả đây là hết phiếu rồi phải không? Những người đây không có phiếu nữa đúng không? Cứ đứng xếp hàng đằng sau đây cho con, bác cứ đi xếp sau cùng bác ơi. Bác không, bác đứng đây mà bác không xếp là tí nữa là bác nhận sau cùng đấy. Dạ. Thôi giải quyết cho một cái rồi. Chưa có phiếu, chưa có phiếu. Thì đưa một chính hộp nữa cho vợ. Có chính cái nữa cho vợ thôi, vợ năm bệnh đi đáng được. Có một phiếu nữa. Cảm ơn nha. Dạ. Bỏ vô trong đó luôn. Bỏ vô trong đó để mình tính. Bỏ vô trong cái khay đó để mình tính. Rồi. Đừng có bỏ nhầm nhé. Rồi ok. Em chưa có phiếu mà. Chưa có phiếu, tất cả mọi người chưa có phiếu đứng nguyên tại chỗ đó cho em nhé. Đây ngang đây là không có phiếu. Rồi, chưa ai chưa có phiếu. Rồi. Chị đứng lùi đằng sau tí, đứng lùi đằng sau tí. Dạ một phiếu là nhận một. Rồi, bà ơi mọi người nhận cơm rồi đi là đường này cho con, đừng đi đằng sau nữa. Đi đường này cho con, đừng đi đằng sau nữa.
Chưa chưa chưa. Chị nuôi mẹ chị với chị là bệnh nhân. Không, bây giờ mọi người đứng đằng sau rất là nhiều. Mọi người đứng đằng sau rất là. Bác ơi, bác đi ra đằng sau. Hết phiếu rồi, không còn nữa. Ra đứng sau cùng luôn bác ơi. Chị ơi, mọi người đứng. Em biết là ai cũng muốn nhanh để về, nhưng mà cơm hiện tại chưa có. Mọi người chúng ta đứng nguyên tại chỗ cho em tí. Ai đến sau chúng ta đứng sau cùng cho em tí ạ. Đúng rồi, chú Khánh đó. Dạ em, chú Khánh đây. Dạ, 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 dạ. Dạ vâng. Ờ, được, được, được. Mặc lên cho họ đi. Rồi, rồi, rồi. Chờ tí, chờ tí, chờ tí, bút đâu rồi. Chờ tí, chờ tí, chờ tí em xem nào. Chờ tí, còn nữa thì chị bị nhân, dạ? Chị ung thư, chị nằm ở trên bệnh ung thư. Rồi, đây, đây. Cho chị cả, cho em một phiếu đi. Cảm ơn chú Khánh ơi. Dạ. Chờ một tí nữa. Dạ. Chú ơi, chú xếp hàng sau cùng cho con cái. Cho em chỉnh hai phiếu được không em? Giờ đây. Đây hai phiếu được. Dạ. Đây rồi. Anh xếp sau cùng thôi cho em. Tránh xa em đi. Không, bề lúc này có con phát cơm rồi. Con phát rồi, bây giờ gần hết thiếu rồi đây này. Hết mất rồi, hết rồi. Không còn nữa, không còn nữa. Con bảo xếp sau cùng mà, ưu tiên những người đang xếp hàng ở đây đã. Chưa, tôi đừng ngồi đợi đời sắp công đấy. Anh khen vì nó là công đức cho, làm hồi hướng công đức cho ông Đỗ Việt Anh là 100 phần cơm. Nhưng mà đến tại thời bây giờ là Khánh đã phát ra là hơn 200 phần cơm của quý vị. Đấy, và dấu hiệu là bà con vẫn đang còn đến rất là nhiều. Đấy, thực sự là để nói rằng là mọi người ở đây họ rất là trân quý, và khi mà nghe nói là có cơm thiện nguyện như thế này là bà con rất là phấn khởi, rất là vui rồi. Đó. Bởi vì là số lượng bệnh nhân đang điều trị ở tại trong bệnh viện Trung ương Huế này là cực kỳ nhiều luôn, lên đến hàng nghìn người. Dạ. Khoảng bao nhiêu nghìn bệnh nhân đang nằm ở trong đó. Mọi người ơi, ta sao lại đến lên dồn lên nhiều như này à? Đứng lùi ra sau cho con đi nào. Không được chị ơi, chị đứng lùi. Chị ơi, chị lùi ra sau cho em cái. Chị thôi chị đứng lùi cho em đi, ưu tiên. Bác không có cơm, bác đi định đời đó. Đó, đó. Mọi người chúng ta đừng có chen lấn nhau nữa được không ạ? Dạ dạ dạ, vâng. Sao ạ? Chụp ảnh á? Dạ. Được chưa, được chưa? Gì? Phòng binh. Được chưa? Gì? Gì một phân gì này? Dạ, gì chờ sau khi gì? Rồi, ok, ok. Cảm ơn cô. Đứng ra sau cùng gì ơi, đứng ra sau cùng. Không có phiếu, đi ra sau. Hết phiếu rồi. Dạ. Rồi. Chị có phiếu đi lên trên chị ơi. Chị đứng ra đằng sau cho con. Chị ơi, đi ra đứng sau đằng sau đã, đằng sau đã. Đúng rồi, em có phiếu đằng sau cho mong. Chị con giải cái phiếu này không? Thôi cảm ơn nha, khi khỉnh nghe. Dạ. Vâng, dạ. Dạ dạ. Còn là 240. 240 là phiếu đó. Em là trong nhà hàng đúng không? Dạ. Bây giờ anh mượn ở trong này phiếu nhá. Không, em tỉnh đi đấy. Ví dụ đấy là mình kiếu 5 thùng sữa mà 1 thùng là 48, là 4, 5 là 28, 4 là 240. Mình hết 200 thùng sữa là 240 thùng sữa. Là 1 sữa 1 hộp, trung bình 1 hộp đó là 1 sữa. Nhưng mà lỡ lúc này là phát nhầm thì sao?
Không hộp cái này là một hộp sữa. Dạ. Mỗi là cơm này, hộp cơm này. Thôi được, bây giờ thiếu này, thiếu ăn này ở đây, trong này là anh sẽ mượn nhá. Đây đây, em chú ý cùng với anh nhá. Bởi vì ở đây là phiếu là cứ lấy này. Rồi ok, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14. 14, em cầm nhanh 14. 15, 16, 17, 18, 19. 20, hiện tại là anh mượn 20 phiếu nhé. Rồi, anh tí nữa là cộng thêm 20 phiếu. Ok, rồi, nguyên để đó, để đó. Thưa bà, xin giờ sữa bà ăn chay bà không ăn mặn. Thôi cho bà giờ sữa bà uống đỡ chưa? Bà không ăn chay bà không ăn mặn. Bà không ăn chay. Bà ăn chay bà không ăn mặn. Dạ. Cho bà hai hộp sữa bà ăn đỡ dạ, chưa? Dạ, được, được, được. Dạ. Vậy là lúc sau luôn hả? Anh ơi, em lấy hai hộp sữa nhé. Cái này không tính bọc cơm nhé. Rồi. Dạ, dạ. Và bà đi về nhé. Con chân nửa hơi nữa. 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10. Em ơi, anh lấy thêm mấy phiếu nữa? Anh lấy thêm 2 phiếu này. Anh lại cho đủ 1 chục luôn. Không đủ đâu, không cần đâu. 4 phiếu này. Phiếu à? Là anh lấy thêm là 25 phiếu đấy nhá. 25 phiếu. Chị có phiếu rồi đúng không? Không, chưa. Bởi đi nạp tiền về phiếu. Dạ. Cho chị xin 2 phiếu. Dạ, mỗi người 1 phiếu là gì ơi, mỗi người 1 phiếu. Dạ. Dạ. Phải đứng sau cùng. Bác ơi đứng sau cùng. Bác đứng sau cùng con sẽ phát cho bác. Bác đứng sau cùng cho con cái. Cháu tôi kể con được con. Hết rồi. Hết rồi. Dạ dạ. Đứng sau cùng chị. Mọi người đi chậm chậm thôi. Chờ tí. Chị bảo sao? Cứ nhận lương đi, chứ có tiền. Tôi xin thêm hai người hai hộp được không? Mình hộp rồi mẹ hộp nữa. Ai nằm trong viện? Mẹ chồng nằm mấy chỗ khóa đột quỵ á. Ba ơi, bà đi đường này ra. Khóa đột quỵ. Dạ dạ dạ. Mà chưa nhận lương. Vâng. Đi làm. Dạ dạ. Chạy dây mua cơm, chạy dây mua cơm. Tôi xin cho hộp này cả tôi. Dạ dạ. Lúc sau đấy, lại tôi mua cơm cho cả tôi. Thôi tôi xin ăn cho hai người. Chị đứng lùi ra sau. Chị đứng sang bên đó để ưu tiên cho những người này một tí đã. Dạ, hết phiếu đứng. Chị đứng lùi đằng sau, đừng đứng sát em nữa để em quay trở cho nó dễ. Mọi người đứng đằng sau cho em tí nào. Nào nào, những ai chưa có phiếu. Phiếu của bà đâu, phiếu này hả? À đúng rồi. Rồi, ai một phiếu lại cơm. Anh lấy thêm mấy phiếu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười là thành 35 phiếu. Đâu rồi? Em. Thôi ạ. Chữ kiểu cháu chứ. Mọi người chúng ta đi có cơm rồi chúng ta đi đằng kia đi. Em đi qua.
Em lúc này là lấy 35 phiếu. Mới chín cái hộp nữa cô ấy. Em đi lúc này lấy 35 phiếu. Đấy. Chưa hết rồi, chưa hết rồi. 35 phiếu rồi đúng không? Mới chín hộp cơm mà thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ui cha, mày đang chơi bên tà loa, đừng thế, đừng nhập hàng lại đây. Bây giờ thì... bây giờ là Khánh sẽ lấy thêm là... cộng thêm 10 nữa. Là vì chi là phát thêm 20 phần cơm ở đây nữa là chúng ta sẽ kết thúc. Bởi vì là không trong quán cũng hết cơm rồi. Rất là mong bà con thông cảm. Cho nên là trong quán cũng hết cơm rồi, cho nên là trên tay Khánh đây là sẽ phát thêm là 20 phần cơm ở đây nữa. Rồi là những người mà không có cơm thì mong cả nhà chúng ta thông cảm nhé. Xếp sau cùng ạ. Mọi người đến sau, đến xếp sau cùng ạ. Chị ơi, chị đến xếp sau cùng ạ. Ai đến sau là chúng ta đến xếp sau cùng ạ. Chị ơi, chị xếp sau cùng cho em ạ. Cháu ơi. Đây nhá. Chị ơi, chị xếp sau cùng ạ. Mọi người ơi, hết cơm mất rồi. Hết cơm rồi cả nhà. Quán này hết cơm luôn rồi. Ban đầu thì chúng ta dự định là hết cơm thôi ạ. Hết cơm rồi mọi người ạ. Rất 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 mong là bà con thông cảm nhá. Hiện tại là trong quán là cũng hết cơm rồi. Được được, phiếu này có. Cả nhà ơi, mọi người ơi, không được không được, xếp hàng. Em ơi, em nói to cho mọi người nghe cái. Ai có phiếu chắc chắn sẽ có, xếp hàng giúp con với. Ai có phiếu chắc chắn sẽ có, con lại xếp hàng giúp cậu, rồi ai cũng sẽ bỏ hết. Còn những người không có phiếu nữa là coi như không có cơm nữa, mong mọi người thông cảm nhá. Hết cơm rồi. Thì anh đi vào trong kia xem hết cơm rồi. Hết cơm rồi. Dạ chị ơi, dạ em bây giờ đang rất là bẩn lắm nhá chị nhá. Em bẩn lắm rồi, lúc khác em nói chuyện. Để em xử lý ở đây một tí nhá, có gì cứ nhắn qua Facebook cho em nhá. Lúc nào có duyên chúng em sẽ ghé, chị cứ nhắn qua Facebook nhá. Dạ ok, chị đi ra ngoài đó đi, đây có gì để em nói chuyện sau nhá. Dạ. Dạ cứ có gì cứ nhắn qua Facebook của em riêng sau nhá. Các cô bác ơi, chúng ta đứng lùi đi, đừng đứng chật ở đây nhá. Từ nghe con mà xúc nữa để em kêu bên này làm. Dạ, đây. Còn từng này nữa thôi, những người nào có phiếu là có cơm. Dạ. Gì bảo hai hộp cơm. Vâng, hai hộp cơm. Gì bảo sao ạ? Ra đến nơi hết cơm mất rồi à? Nói gì chạy ra đến nơi là hết cơm mất rồi à? Mà trai đã thầu chưa. Dạ. Thế gì đứng chờ đó một tí rồi con mua cơm cho các dì nhá. Dạ. Là lấy cơm là của dì này. Rồi của dì này. Với của dì ở đây nữa. Anh ơi, lấy cho ba người ba hộp cơm nữa. Dạ. Rồi đi vào trong đó lấy cơm nhá. Chị nữa đúng không? Ok. Đấy, bốn hộp cơm đấy nhá. Rồi bốn hộp cơm này cô ơi. Rồi đi vào trong đây lấy cơm. Có người thêm nữa, rồi chị vào. Chị đi vào lấy. Ban đầu thì chúng ta kế hoạch là trao 100 phần cơm ở tại cổng số 2 của bệnh viện Trung ương Huế, tại địa chỉ là số 2 đường gì đây nhỉ? Đường Trần Cao Vân, ở chỗ quán cơm Cây Đa. Nhưng mà sau đó là những người nhà của các bệnh nhân đến đây rất là đông. Thành ra là đến bây giờ là phát lên đến là hơn 240 mấy phần cơm rồi, chắc là 260. Đây cộng lại là 240 cộng với 250, 260, 285. 285 phần cơm rồi quý vị. Đấy. 285 phần cơm rồi. Dạ. Và hiện tại thì cơm ở trong quán cũng đã hết rồi, cho nên là thành ra là mặc dù có thể là hỗ trợ giúp tiếp cho bà con, nhưng mà vì là hết cơm rồi cho nên cũng rất là mong mọi người thông cảm. Qua những hình ảnh vừa rồi đấy, Khánh một lần nữa xin được cảm ơn anh Kevin ở Mỹ đã đồng hành cùng với Khánh, và ngày hôm nay anh đã gửi cái tấm lòng của mình về để công đức, hồi hướng công đức cho người ba, đó là ông Đỗ Việt Anh. Cảm ơn anh Kevin và xin được qua ống kính này cầu nguyện cho hương linh của ông Đỗ Việt Anh ở thế giới bên kia được an nghỉ, được vui vẻ,
và cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn các nhà hảo tâm. Và những cái phần cơm còn lại trong ngày hôm nay đấy, ngoài cái tấm lòng của anh Kenvin đấy gửi công đức hồi hướng cho ba đấy, thì Khánh xin phép thay mặt cho cô Quý ở ngoài Hà Nội gửi tặng cho tất cả những bà con trong buổi sáng ngày hôm nay, à buổi trưa ngày hôm nay. Và như lúc này quý vị chúng ta nhìn thấy rằng là ngoài những cái phần cơm thì có thêm sữa, thì Khánh cũng xin thay mặt cho hai người con gái của Khánh, các cháu lâu lâu được ông bà cô bác cho tiền lì xì đấy, đấy vào dịp Tết ấy, thì con của Khánh thường hay nói rằng là mua kẹo bánh sữa cho người nghèo. Ngày hôm nay cũng chẳng có gì nhiều, Khánh thay mặt con gái mua 5 hộp sữa, 5 thùng sữa để tặng cho bà con. Đấy thì rất là mong được mọi người chúng ta cũng hiểu và thông cảm cho Khánh để có thể là tặng hết cơm cho tất cả mọi người ở tại khu vực loanh quanh ở Bệnh viện Trung ương Huế này, thì thực sự là rất là khó bởi vì có đến hàng nghìn người nhà và bệnh nhân đang nằm điều trị ở đây. Đấy, thì cũng rất là may là mỗi một ngày như vậy đấy thì ở các cổng xung quanh Bệnh viện Trung ương Huế đều có những nhóm từ thiện để chia sẻ cơm và cháo cho bà con. Thì như ngày hôm nay là Khánh thấy là bà con chúng ta cầm trên tay cũng khá là nhiều phiếu của ở cổng số 8 này, cổng số 6 này và đây là cổng số 2. Đấy thì cũng phần nào đó cũng chia sẻ với bà con được một chút. Đấy thì một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với Khánh nhá. Quý vị chúng ta có những nhận xét gì hãy để lại những cái lời bình luận trong video cùng với Khánh ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì Khánh xin chào toàn thể quý vị nhé. Bye bye.